sứa biển là một loài sinh vật biển đã đặt dấu mốc xuất hiện từ rất sớm khoảng hơn 600 triệu năm về trước, trước khi loài khủng long hiện diện trên bề mặt của trái đất. Sứa biển là con gì? Sứa hay còn gọi là sứa sứa, thuộc loài động vật thân mềm nằm trong ngành thích ti bào, thuộc lớp Scyphozoa, là một động vật không xương với thân hình trong suốt sống ở môi trường nước. Sự di chuyển của nó đi ngược về sau nhờ sự có bóp dù và đẩy nước qua lỗ miệng và chúng hấp thụ oxy từ nước qua màng để thở. Là thành viên của bộ ba sinh vật như hải quỳ, Roi biển và san hô thuộc phân ngành Cnidaria. Giống như tất cả các thành viên trong ngành, các bộ phận cơ thể của sứa tỏa ra từ một trục trung tâm hay còn gọi đối xứng xuyên tâm, cho phép sứa phát hiện và phản ứng với thức ăn hoặc nguy hiểm từ bất kỳ hướng nào. Sứa có khả năng trích bằng xúc tu. Mặc dù mức độ nghiêm trọng của vết đốt khác nhau, nhưng ở người, hầu hết các vết đốt của sứa chỉ gây khó chịu nhẹ. Cấu tạo của sứa. Sứa là một loài động vật không xương sống với một ngoại hình trong suốt hình vòm kết hợp với các xúc tu của sứa có thể dài lên tới 60 mét, và trong mỗi xúc tu chứa hàng ngàn sợi lông dạng xoắn giống, như những chiếc gai có chứa nọc độc. Cơ thể của loài sứa một số có màu trong, nhưng những loài khác có màu sắc rực rỡ như hồng, vàng, xanh lam và tím, đôi khi còn tiết ra ánh sáng phát quang trông rất sặc sỡ. Bên trong cơ thể của sứa chiếm tới 95% là nước, và 5% còn lại là protein cấu trúc, tế bào thần kinh và cơ. Vì vậy nhiều người còn gọi sứa là loài thạch thật kích thước của loài sứa có thể thay đổi, tùy vào mỗi con có con chỉ lớn hơn ngón tay cái, nhưng có con lại dài lên tới 3 mét. Một loài sinh vật khá đơn giản bởi vì bên trong cơ thể của chúng không có não, máu và cả trái tim. Chúng được cấu thành 3 lớp, lớp bên ngoài được gọi là lớp biểu bì, lớp giữa là một chất dày như mực có độ đàn hồi, giống như thạch và trong suốt được gọi là mi sắc ly, lớp bên trong cùng là lớp ruột. Một hệ thống thần kinh cơ bản, hay mạng lưới thần kinh, cho phép sứa ngửi, phát hiện ánh sáng và phản ứng với các kích thích khác khoang tiêu hóa đơn giản của sứ hoạt động như cả dạ dày và ruột của nó với một lỗ mở cho cả miệng và hậu môn sứa biển sống ở đâu là một loài vật sống rất đa dạng và thích nghi được nhiều dạng môi trường biển và phân bố hầu khắp trên lục địa biển của trái đất từ các lục địa biển sâu hoặc nông cạn trên mặt nước đều có thể tìm thấy chúng hay trong khi đó hầu hết các loài sứa đều thích hợp với vùng nước ấm thì một số loài sứa xuất hiện các cùng có nhiệt độ cận bắc cực vì vậy không thể định nghĩa được chúng phân bố cụ thể ở vùng biển của nước nào hoặc đại dương nào trên trái đất mà chúng phân bố rộng khắp vùng biển của trái đất. Sứa biển ăn gì? Sứa là một loài vật ăn thịt, nguồn thức ăn chủ yếu của chúng là các loài động vật giáp xác như tôm, tôm hùm hay cua hoặc các phiêu sinh vật. Nguồn thức ăn bổ dưỡng của chúng là trứng cá, các con cá nhỏ hoặc thậm chí là những con sứa khác. Nhờ hệ cấu tạo vòm miệng nằm giữa cơ thể cho nên, chu BGS có thể ngấu nghiến thức ăn nhanh chóng. Sứa có lợi hay có hại? Thực chất loài sứa này vừa có lợi vừa có hại. Xét về khía cạnh có hại thì bên cạnh những loài sứa có lợi, thì nhiều loài sứa có chứa rất nhiều nọc độc nếu không may bị nó chích, thì khá nguy hiểm nếu không sơ cứu kịp thời. Nọc độc của chúng có thể gây lên những biểu hiện sau. Khi bị sứa cắn biểu hiện đầu là xuất hiện các làn đỏ, nâu hoặc tím trên da. Kế tiếp sẽ có cảm giác ngứa, bỏng rát thậm chí là đau nhức và châm chích. Để lâu ra sẽ sưng vù và cảm giác đau theo nhịp đập và lan tỏa khắp vùng bị sứa cắn. Nếu bị nặng chưa kịp sơ cứu có thể dẫn đến các tình trạng như đau bụng, buồn nôn và chóng mặt, nhức đầu kèm theo đó là những biểu hiện của chuột hoặc đau cơ, nếu để lâu thì dẫn tới tình trạng khó thở thậm chí là rối loạn tim mạch và dẫn tới tử vong. Bên cạnh những mặt có hại thì sứa được biết đến là một nguyên liệu rất ngon và bổ dưỡng trong nấu ăn và rất tốt cho sức khỏe nhờ công dụng nó mang lại vì bên trong sứa chứa nhiều protein và các khoáng chất như B, K và Fe ngoài ra còn có các sinh tố như B1, B2, Na rất tốt cho sức khỏe nhờ vậy mà sứa có thể chữa được nhiều bệnh như là giảm huyết áp ngăn ngừa bệnh hen xuyễn duy trì sức khỏe cho làn da giảm cân hiệu quả cải thiện trí nhớ sứa lớp skifozoa hay sứa sứa phương ngữ nam bộ là những sinh vật biển không xương sống độc nhất của ngành thích ti bào cnidaria chúng là những loài sứa thực sự lớp này có thể bao gồm nhóm hóa thạch tuyệt chủng conulaida có liên hệ không chắc chắn và đang được tranh luận rộng rãi tên lopsky forza xuất phát từ tiếng hy lạp skithos chỉ về một loại cốc uống và ám chỉ hình dạng cốc của loài sứa